Nga cảnh báo hậu quả việc thực thi lệnh bắt Tổng thống Putin. Nga nói về lý do đằng sau khiến F-16 Ukraine bị rơi. Dộ tin Ngoại trưởng Ukraine bị ép từ chức. Mỹ công bố cáo buộc hình sự nhằm vào thủ lĩnh Hamas. Ông Trump cân nhắc đưa tỷ phú Elon Musk vào Ủy ban Kiểm toán. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Trong bài viết trên Telegram hôm 3 tháng 9, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã chế giễu phản ứng của phương Tây đối với chuyến thăm Mông Cổ của Tổng thống Putin. Ông Medvedev viết, Liên minh châu Âu phục tùng được cho là đã bày tỏ mối quan ngại đối với Mông Cổ về chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cựu Tổng thống Medvedev cho rằng Tòa hình sự quốc tế ICC, nơi mà ông gọi là tòa án nửa vời, nên lo sợ một kịch bản mà một số kẻ manh động cố gắng thực hiện lệnh bắt giữ bất hợp pháp của họ. Ông Medvedev cảnh báo, trong trường hợp đó, mạng sống của họ không đáng giá gì hơn tờ giấy ghi sắc lệnh tồi tệ này. Ông Medvedev cũng cảnh báo, ICC nên cân nhắc hậu quả nếu có người dám thi hành lệnh bắt giữ tổng thống Nga. Nga coi lệnh bắt giữ của ICC với tổng thống Putin là vô hiệu và không thể chấp nhận được. Nga đã ký Quy chế Rome về ICC vào năm 2020 nhưng chưa bao giờ phê chuẩn để trở thành thành viên của ICC và cuối cùng rút lại việc ký kết vào năm 2016. Ông Medvedev hồi tháng 6 từng cảnh báo Việc thi hành một quyết định bất hợp pháp và không hợp lệ về việc bắt giữ các quan chức của một quốc gia cụ thể có thể coi là một lời tuyên chiến. Ông Medvedev nói thêm rằng, việc không công nhận các quốc gia và các quan chức của quốc gia đó có quyền miễn trừ đôi khi có thể là một bước tiến từ chiến tranh. Ukrainska Prada đưa tin, trong bài phát biểu tối ngày 3 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết số người bị thương trong cuộc tấn công của Nga vào cơ sở giáo dục quân sự ở Poltava đã tăng lên 271 người, trong đó 51 người thiệt mạng. Ông nói, công việc cứu hộ vẫn đang được tiến hành, họ đang dọn dẹp đống đổ nát, tất cả các dịch vụ đều được tham gia, tính đến thời điểm này, số người bị thương là 271, mọi người đều đang nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Tôi biết ơn tất cả những người cứu hộ, các bác sĩ, y tá, tất cả cư dân Pontava đã tham gia hỗ trợ, hiến máu, ủng hộ. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, được biết có người dưới đống đổ nát của tòa nhà bị phá hủy, mọi thứ đang được thực hiện để cứu càng nhiều mạng sống càng tốt. Theo thông tin chúng tôi có hiện nay, cuộc không kích của Nga đã khiến 51 người thiệt mạng. Trước đó vào sáng ngày 3 tháng 9, Nga đã tấn công một trong những cơ sở giáo dục ở thành phố Poltava. Lục quân Ukraine đang tiến hành điều tra về vụ tấn công vào một trong những trường quân sự ở Poltava, nơi bị trúng tên lửa của Nga tại vùng Pontava, thời gian để tăng 3 ngày dành cho những người thiệt mạng trong cuộc tấn công nói trên đã được tuyên bố vào ngày 4 tháng 9. Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho rằng, cái chết của phi công F-16 người Ukraine, Oleksiy Smets, là do Mỹ đào tạo không đầy đủ. Theo nhà ngoại giao Nga, chiếc F-16 của Kiev dường như bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine bởi hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Phi công Mesh trước đó thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và đến thăm Washington để vận động Mỹ gửi loại máy bay mà Ukraine hy vọng sẽ thay đổi tình hình trên chiến trường. MES là một trong những phi công Ukraine được đào tạo tại căn cứ ở Đan Mạch để lái F-16. Anh cho biết đầu năm nay rằng việc đào tạo đã được cố động và việc lái máy bay theo chuẩn phương Tây có nhiều thách thức về mặt kỹ thuật hơn. Trên kênh Telegram của Đại sứ quán Nga, Ông Antonov cho biết, các huấn luyện viên Mỹ đã không thể đào tạo hiệu quả được phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16. Tôi có thể tưởng tượng họ sẽ làm âm ý lên thế nào nếu có báo cáo rằng chiếc máy bay đã bị quân đội của chúng tôi bắn hạ. Kiev cho hay, chiếc F-16 bị rơi khi đang làm nhiệm vụ phòng thủ, bắn hạ tên lửa Nga trong cuộc không kích lớn chưa từng có của Moscow vào các mục tiêu của Ukraine. Ngày 3 tháng 9, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Liên minh châu Âu có thể dính líu vụ Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga theo một cách nào đó, hãng thông tấn TASS đưa tin. Nhà ngoại giao Nga nhận định đánh giá dựa trên phát biểu của ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh. Châu Âu được thông báo đầy đủ về các hành động của quân đội Ukraine tại Kursk. Đây là dấu hiệu cho thấy EU bằng cách này hay cách khác đã tham gia quá trình lập kế hoạch và triển khai đòn tấn công vào tỉnh biên giới của Nga. Trước đó, ông Borrell nói rằng Kiev có sự ủng hộ hoàn toàn của EU liên quan vụ Ukraine tấn công tỉnh Kursk. Theo ông Borrell, Ukraine đã thể hiện sự táo bạo về mặt chiến lược khi phát động các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga, nhấn mạnh hoạt động phản công của Ukraine ở Kursk đã giáng một đòn mạnh vào Moscow. Ông Borrell còn kêu gọi các nước EU cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của châu Âu tấn công các mục tiêu quân sự bên trong đất Nga. Đức và phương Tây nói chung được cho là đang tìm cách giảm bớt chi phí tài chính cũng như hỗ trợ quân sự cho lực lượng Ukraine. Cổng thông tin Politice của Ba Lan cho biết, quyền lực của Liên minh Cầm quyền hiện tại ở Đức sẽ hết hạn vào năm 2025, nhưng chính quyền đang cố gắng gia hạn hỗ trợ cho Kiev trong thời gian dài hơn. Đồng thời, nhiều điều cấm kỵ vẫn được giữ nguyên, đặc biệt Berlin không thay đổi lệnh cấm cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Kiev, dù phía Ukraine không ngừng gửi yêu cầu về hệ thống này. Ngoài ra, báo chí ngày càng đưa tin thường xuyên rằng, Giới lãnh đạo Đức đang tìm cách giảm bớt chi phí tài chính để duy trì cho Kiev, đặc biệt là bằng cách chuyển nó sang các đồng minh của mình. Ngoài ra, phương án sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa ở nước ngoài vẫn đang được xem xét. Đồng thời, như đã lưu ý, mong muốn hỗ trợ thêm cho Kiev không chỉ bị dập tắt từ người Đức mà còn từ cả nhiều nước phương Tây. Nhiều ý kiến cho rằng phương Tây sẽ không cho phép Ukraine sử dụng các hệ thống được chuyển giao để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Bởi một lẽ, Washington và Berlin lo ngại leo thang hạt nhân. Ngoài ra, có thông tin cho rằng, người Mỹ không cho phép London chuyển tên lửa Tomahawk sang Ukraine vì có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Được biết, đến năm 2026, Đức đạt mục tiêu giảm viện trợ cho Ukraine dựa vào các nguồn khác ngoài ngân sách liên bang. Thu nhập từ tài sản bị đóng băng của Nga có thể là một nguồn như vậy. Nếu đúng vậy thì đây thực sự là cú sốc đối với Ukraine và tất cả những ai muốn ủng hộ Kiev vô điều kiện. Chính phủ Đức dường như muốn chấm dứt viện trợ tài chính cho quân sự Ukraine từ ngân sách liên bang sau năm tới và thay vào đó là khai thác từ nguồn viện trợ quốc tế. Bộ Quốc phòng Nga ngày 3 tháng 9 đã chia sẻ một video cho thấy cảnh phá hủy hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS Vampire do xét sản xuất, được lực lượng Ukraine sử dụng gần biên giới Nga. Theo bộ này, mẫu MLRS do phương Tây chế tạo đã bị phát hiện, di chuyển và bắn vào các vị trí của Nga bởi quân nhân Ukraine trong các hoạt động trinh sát ở khu vực Sumy. Đây là khu vực mà Kiev đã phát động cuộc tấn công lớn vào vùng Kursk của Nga hồi tháng trước. Bộ này đưa tin, sau khi phân tích thông tin tình báo, bộ chỉ huy Nga đã đưa ra quyết định phá hủy xe chiến đấu của đối phương bằng đạn pháo Krasnopol có độ chính xác cao, đồng thời lưu ý rằng toàn bộ kíp vận hành MLRS Vampire đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Trong đoạn video dài nửa phút do bộ này chia sẻ, có thể thấy hệ thống MLRS Vampire bắn nhiều quả tên lửa trước khi bị phá hủy, sau đó chỉ bằng một đòn tấn công duy nhất. Theo hãng thông tin TASS, nghị sĩ quốc hội Ukraine Oleksiy Goncharenko cho rằng ngoại trưởng nước này Dmytro Kuleba đã được trao giấy và bút để nộp đơn từ chức. Người tiếp theo là Dmytro Kuleba, họ đã đưa cho anh ấy giấy và bút, chúng tôi đang chờ đợi. Ngày 3 tháng 9, chủ tịch quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk xác nhận ba bộ trưởng nước này đã nộp đơn xin từ chức, bao gồm bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamyshin. Bộ trưởng Tư pháp Denis Maliushka và Bộ trưởng Bộ trường Ruslan Torilet. Trong số này, Bộ trưởng Kamisin gây chú ý nhất. Reuters mô tả ông là người đi đầu trong nỗ lực của Ukraine nhằm tăng cường sản xuất vũ khí trong nước từ máy bay không người lái tấn công đến tên lửa tầm xa. Tòa án Nga tuyên 15 năm tù với Alexander Siblyuk, nhà khoa học hàng đầu về lĩnh vực tên lửa siêu vượt âm với tội danh Phật quốc. Ông Siblyuk, còn bị áp lệnh hạn chế tự do đi lại trong vòng một năm rưỡi sau khi mãn hạn tù, cũng như bị phạt 500.000 rúp, tương đương 5.600 đô la Mỹ, theo phán quyết ngày 3 tháng 9 của thẩm phán Alexander Rybak tại tòa án ở thủ đô Moscow. Phán quyết cho biết, nhà khoa học này đã phạm tội phản quốc theo Điều 275 của Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga. Thẩm phán Rybak nói các cáo buộc Nhằm vào ông Sipliop đã được giảm nhẹ trong phiên xét xử, song không nêu cụ thể, phiên tòa của ông Sipliop được tổ chức theo hình thức xử kín do các tài liệu trong vụ án là thông tin mật. Ông mươi 57 tuổi, giám đốc chi nhánh Siberia của Viện Cơ học Lý thuyết và Ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, bị bắt vào tháng 8 năm 2022. Theo truyền thông Nga, các điều tra viên cho rằng ông đã truyền thông tin mật liên quan hoạt động phát triển khoa học của Moscow cho người khác trong một hội nghị chuyên ngành ở Trung Quốc vào năm 2017. Mỹ công bố cáo buộc hình sự, trong đó có âm mưu hỗ trợ khủng bố nhằm vào loạt lãnh đạo Hamas vì cuộc tấn công Israel tháng 10 năm 2023. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland hôm 3 tháng 9 cho biết, các bị đơn đã lãnh đạo nỗ lực của Hamas nhằm phá hủy Israel và sát hại dân thường với vũ khí, hỗ trợ chính trị và tài chính từ Iran cùng sự giúp đỡ từ Hezbollah cáo buộc liên quan đến sáu lãnh đạo hàng đầu của Hamas, trong đó có Iyad Sinwa, thủ lĩnh Hamas, được cho là đang ẩn giấu ở giải gaza; Khalid Masa cựu lãnh đạo văn phòng Hamas nhiệm kỳ năm 1996 đến năm 2017, đang sống ở Doha, thủ đô Qatar, và Ali Baraka, quan chức cấp cao của nhóm ở Liban. Các thủ lĩnh Hamas bị cáo buộc âm mưu cung cấp hỗ trợ vật tư cho hành động khủng bố gây chết người cùng sáu tội danh khác tài liệu được soạn từ đầu tháng 2 nhưng đến nay mới được công khai, một quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các công tố viên nước này giữ kín thông tin về cáo buộc với hy vọng bắt được ông Hanije. Bộ Tư pháp Mỹ quyết định công bố cáo buộc sau cái chết của cựu thủ lĩnh Hamas. tờ Washington Post đưa tin CEO của Tesla và SpaceX Elon Musk mới đây đã bày tỏ cảm xúc rất nồng nhiệt trước khả năng sẽ được ông donald trump lựa chọn trở thành một ứng viên của chính quyền mới nếu ông thắng cử tờ báo mỹ cho biết cựu tổng thống donald trump đang có kế hoạch thành lập một ủy ban đặc biệt có chức năng như một ủy ban kiểm toán để xem xét công việc của các cơ quan liên bang tờ này cho biết ông trump đang cân nhắc cho tỷ phú elon Musk và một vai trò trong nhóm này, tờ báo dẫn các nguồn tin nói rằng, cựu tổng thống Trump và các thành viên của nhóm tranh cử đã thảo luận kín về sáng kiến này trong những tuần gần đây. Ủy ban này sẽ do các giám đốc điều hành doanh nghiệp nổi tiếng lãnh đạo, có nhiệm vụ xem xét kỹ lưỡng sổ sách của chính phủ để xác định hàng nghìn chương trình cần cắt giảm. Cựu tổng thống cho biết, ông trùng công nghệ Elon Musk là một người rất thông minh và có thể là cố vấn hữu ích cho chính phủ liên bang và đưa ra một số ý tưởng rất hay tân Thủ tướng Thái Lan Petong Tan Chinavat ngày 3 tháng 9 cho biết kế hoạch phân phát 450 tỷ bạc, tương đương 13,1 tỷ đô la Mỹ cho người dân nước này đang được hoàn thiện và chi tiết sẽ được công bố trong thông báo chính sách gửi tới Quốc hội. Bà Petong Tan tiết lộ chương trình phát tiền được điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu, thay vì phát khoản tiền 10.000 bạc tương đương 276 đô la Mỹ vào ví điện tử của hơn 50 triệu người dân đủ điều kiện sẽ có một khoản được chi trả bằng tiền mặt con số cụ thể chưa được tiết lộ. Thủ tướng Thái Lan cùng ngày thông báo đã hoàn tất danh sách các thành viên nội các và đang chờ đệ trình lên quốc vương xin phê chuẩn. Bà Petong Tan khẳng định nội các mới dự kiến ra mắt vào tháng này sẽ tiếp tục công việc còn giang dở của chính quyền cựu thủ tướng. Xe thả ta vị xỉn, trong đó có chương trình phát tiền cho người dân. Phát tiền cho dân là chương trình kích thích nền kinh tế của đảng phiêu Thái, được đưa ra từ cuộc bầu cử năm ngoái. Sau khi đắc cử, cựu thủ tướng xe thả đã tuyên bố mỗi công dân từ 16 tuổi trở lên ở nước này sẽ nhận được 10.000 bạt để mua sắm. Indonesia kỳ vọng thủ đô mới Nusantara sẽ giúp giải quyết những vấn đề của Jakarta hiện nay, song để hoàn thành đại dự án này là một thách thức lớn. Cách thủ đô Jakarta hơn 1.000 km về phía đông bắc, các đội công nhân đang ngày đêm xây dựng trụ sở hành chính mới cho Indonesia giữa rừng rậm nhiệt đới Borneo. Nusantara về mặt địa lý nằm giữa Indonesia và phần lớn được bảo vệ khỏi các loại thiên tai như động đất, sóng thần hay phun trào núi lửa vốn thường xảy ra ở các đảo khác trong quần đảo. Hai năm sau khi dự án khởi công, hình ảnh vệ tinh hồi giữa tháng 7 cho thấy thành phố bắt đầu thành hình nhưng còn khá ngổn ngang. Hơn 40 hectare đất ở phía đông, khu vực lõi vẫn chủ yếu là đất hoang và ao tù. Một số con đường chưa được trải nhựa. Khi trời mưa, các tuyến đường tới dinh tổng thống ngập trong bùn lầy. Những hạn chế về thời tiết cũng khiến việc mở cửa sân bay Nusantara theo kế hoạch vào ngày quốc khánh bị trì hoãn. Yasub Wibisono, nhà kinh tế học tại Jakarta nhận định, vào một thời điểm nào đó, Tổng thống kế nhiệm Prabogo Subianto sẽ có can đảm chính trị để đánh giá lại dự án. Ông nói, khi bạn xây dựng thành phố mới giữa rừng rậm, ở một vị trí không mang tính chiến lược, không phải là trung tâm giao thông, không có cơ sở hạ tầng ban đầu đầy đủ, điều này đặt ra những câu hỏi lớn làm thế nào để thu hút đầu tư tư nhân. Ông dự đoán Nusantara có khả năng trở thành một dự án giang dở. Xây dựng một thành phố mới từ con số 0 là khoản đầu tư rất tốn kém. Theo ước tính, chính phủ Indonesia phải chi khoảng 29 tỷ đô la Mỹ cho đại dự án Nusantara. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube Thế giới Nghiêng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!